của người đất mũi. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn, đó là thịt luộc với rau sống với cuốn chén nha mọi người. Em có một số loại rau này chưa? Món ăn này thì quá quen thuộc với mọi người phải không? Em bóc bằng tay luôn nha. Giờ em đã rửa tay sạch rồi, mình ăn bóc nó mới ngon. Của mẹ cũng to quá. Đây là hả? Rửa nó mắm nó kẹt nè. Mọi người có ăn được mỡ không? Nhưng mà em ăn thì em thấy có thịt với có mỡ ăn mới ngon, nhưng mà một số lại thì ăn không được. Thank you.
bạn bè gì nhỉ? Nhưng mà gà cái gì chấm với nước mắm thì ngon á. Lấy miếng thịt chấm xong với nước mắm nè, mời kìa. Cái này phải có vừa nạc mà vừa mỡ nữa nó mới ngon, nhưng mà mình ăn nạc không á. Thấy mình ăn mà mình bắp tay gì á, mình rửa tay sạch hết rồi nên mình mới ăn nha. Ăn cái này lại rất đổi nó cầm cảm luôn. Ăn gì nữa ngon à? À, chắc có nhiều bạn là có sở thích ăn gì giống mình phải không? Mọi người mọi sở thích khác nhau mà. Này, rồi thịt chưa? Lượng là con mỡ nhiều ăn nó mới ngon. Giỏi lại cái cuối là mình cắn to quá hơi khó nhai. Cái gò mẹ nó ngọt ăn luôn giòn thấu luôn.
làm cái bột miếng như này đây, mình hấp dẫn chưa đây. Cái này nếu mà muốn ngon hơn á thì mình thấy đa số á là mọi người thích ăn mắm nêm đúng không? Mắm nêm các bạn. Mà giờ này là có mắm nêm. Giờ này buổi tối mình quay về khoảng 7 giờ mấy 8 giờ mình không có chuẩn bị trước, có đồ ăn gì trong tủ là mình lục ra mình thấy mới có ăn là quay đến đặt xe là mình sẽ làm luôn. Nhưng mà ngày bữa nữa mình sẽ ra một clip chấm với mắm nêm rất là ngon luôn. Mấy cái món mà như là gỏi cuốn này nè là phụ thuộc vào hết cái nước mắm á. Khi mà đồ ăn ngon cỡ này mà cái nước mắm này là không ngon thì ăn cái sẽ không có ngon. Thì cái nước mắm phải hấp dẫn là muốn ăn liền luôn. Đồ ăn mà ăn thì bao nhiêu ăn mất ngày cũng thấy ngon. Thường thường ăn một buổi tối thì rất là mập, nhưng mà ăn được buổi tối thì ngon lắm. Mọi người theo dõi kênh Người Đất Mũi này đã lâu rồi phải không? Nhưng mà đây là lần thứ hai mình ra clip mà mình tự quay và mình ăn đồ ăn gì nè. Nên là mình thấy có rất là nhiều thiếu sót luôn. Nếu như mà mấy bạn có thấy bài cách bài trí đồ ăn hay là cách nói chuyện của mình như thế nào á, các bạn góp ý cho mình để những video sau á mình sẽ hoàn thiện hơn nha. Đây lo mình đặt nước mắm rồi. Mình nói cái nhạc của mình nha.
Nói ít gà lại. Hồi nãy nó nhiều gà quá, nó hơi to ngọt, hơi khó ăn. Cái này mình làm mình hệ thống mình bài trí ra nhiều gan nhiều thôi thịt nữa, ví dụ em thức mình ăn á, thì nó sẽ không có bao nhiêu đây, nhưng mà nếu mà trang trí có vài miếng á, thì nhìn cái nó không có đẹp, nên là mình ăn không có bao nhiêu đây. Nhưng mà đồ ăn này mình sẽ cắt lại để hôm sau mình ăn tiếp, chứ không phải là mình ăn không hết rồi là mình bỏ nha. Không à, cho ai xem là thấy đói bụng không? Mọi người ăn nhiều quá, đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Nếu như mà các bạn thấy mình còn thiếu sót cái gì đó thì hãy bình luận giúp mình để mình sẽ cải thiện hơn. Bye bye.